Vợ em đang có em bé thì có ấm chén được không hả chị Quỳnh? Vẫn ấm chén thoải mái chứ em, tuy nhiên em phải trừ ba trường hợp sau thì không nên này. Thứ nhất, đó là vợ em mang đa thai. Thứ hai, đó là vợ em đã có tiền sử đó là sảy thai. Thứ ba, đó là không bị mất em bé trong 3 tháng đầu thì em có thể trả bài. Tuy nhiên khi vợ có bầu rồi thì em phải sử dụng 72 phép biến hóa thần thông và phải thật nhẹ nhàng thôi Chứ không thể nào hùng hục như ngày mới yêu được đâu em nhá Mình chưa có vợ, chưa có người yêu, đi ra ngoài phá đỏ mà chỉ được có 2 phút chúng nó cười vào mặt Quỳnh ạ à. Đúng rồi, quá là xấu hổ luôn anh á Rồi ơi, được có 2 phút thì ngại chết Với cả đã mất công đâm thì đâm cho thủng Chứ mất 5 lít mà được có 2 phút Dùng mình một cái mà mất 5 lít thì tiếc tiền quá Lần sau anh sử dụng ngay cái cao xìn xú của nhà em Rồi mới đi phá đò nhá Đảm bảo luôn Anh lên trên 20 phút là chuyện bình thường Mà vô cùng uy tín luôn Tại vì sao? Tại vì ngay lần đầu sử dụng thôi Anh đã lên thời gian rất là đỉnh rồi Nhắn tin riêng cho em anh nhá Chưa có người yêu thì có dùng được cao xìn xú không hả chị Quỳnh? Không, sao lại dùng cao xìn xú? Cao xìn xú ý là dành cho những người muốn kéo dài thời gian cuộc yêu Em chưa có người yêu thì em dùng xìn làm cái gì? Tuy nhiên em có thể thủ sẵn một gói cao xìn để trong ví Vì bất cứ lúc nào người yêu nó cũng thể, có thể ập tới Mà em đang bị uh, xuất sớm như thế Thì em cứ để trong ví Sau này có người yêu thì mình dùng em nhá